Chào mừng quý vị khán giả đã đến với một nhận định của Sabasport. Ngoại hạng Anh mùa 2021/22 sẽ bắt đầu khởi tranh vào cuối tuần này và như thường lệ, bên cạnh cuộc đua giành ngôi vô địch thì cuộc cạnh tranh cho danh hiệu vua phá lưới luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ giới mộ điệu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua các chân sút có khả năng cao nhất đoạt chiếc giày vàng nhé. Hãy cùng bắt đầu nào. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhìn lại những gương mặt đã được vinh danh những năm gần đây. Ở mùa 2018-19, Aubameyang, Mane và Salah đã san sẻ danh hiệu này với cùng 22 pha lập công. Sang tới mùa 19-20, Jamie Vardy của Leicester là người chiến thắng với 23 bàn, còn ở mùa 2020-21, danh hiệu chuyển sang Harry Kane của Tottenham với 23 lần xé lưới đối thủ. Có một điểm đáng lưu ý là kể từ Premier League mùa 2013-14 đến nay, cầu thủ đoạt danh hiệu vua phá lưới đều không thuộc đội vô địch. Người gần nhất ảm giải cá nhân và tập thể là trường hợp của Robin van Persie mùa 12-13. Khi Man United lên ngôi, đây cũng là lần đăng quang ngoại hạng Anh gần nhất mà Quỷ Đỏ thu về. Vậy liệu mùa giải năm nay sẽ có sự khác biệt khi vua phá lưới cũng giúp luôn đội nhà giành ngôi vô địch? Và ngay dưới đây là 7 cầu thủ được các nhà cái đánh giá là có khả năng đoạt chiếc giày vàng nhất. Đầu tiên là ứng cử viên thứ 7 cho danh hiệu này, tiền đạo Sadio Mane của câu lạc bộ Liverpool với tỷ lệ đạt 1-20. Kể từ khi chuyển đến đội bóng thành phố cảng cách đây 5 năm, chân sút người Senegal đều ghi ít nhất 10 bàn thắng tại ngoại hạng Anh. Mùa giải 2018-19 là thời điểm Anh bùng nổ nhất với tận 22 pha lập công và san sẻ danh hiệu chiếc giày vàng cùng với Salah và Aubameyang. Tuy nhiên, mùa giải vừa rồi, Mane đã sa sút khá nhiều. Anh dường như không còn tự tin trong những pha dứt điểm nên bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn. Nhưng giờ đây, Liverpool đang có đội hình mạnh nhất sau khi nhiều trụ cột trở lại và chúng ta hy vọng Mane có thể lấy lại phong độ vốn có của mình. Người tiếp theo trong danh sách này là người đồng đội của Mane tại Liverpool, tiền đạo Diogo Jota. Mùa giải vừa qua, chân sút người Bồ Đào Nha bị chấn thương khá nặng nên chỉ thi đấu 19 trận tại giải ngoại hạng, trong đó gần một nửa là vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, anh vẫn kịp để lại dấu ấn với 9 bàn thắng, tức tỷ lệ 2 trận 1 bàn, một con số vô cùng ấn tượng. Do Firmino khá sa sút trong khoảng thời gian gần đây, nên dường như Jota sẽ được huấn luyện viên Klopp chọn là tiền đạo chơi cao nhất trên hàng công Liverpool ở mùa giải này. Dù không có thể hình lý tưởng nhưng anh lại tỏ ra rất đáng sợ trong các tình huống không chiến nhờ khả năng chọn điểm rơi tốt. Thêm một điểm cộng dành cho Jota là anh có thể sút tốt bằng cả hai chân. Nếu không bị chấn thương thì nhiều khả năng đây sẽ là một mùa giải bùng nổ của tiền đạo này. Ở vị trí thứ 5, ta có Raheem Sterling của Man City với tỷ lệ 1-16. Chân sút sinh năm 94 chỉ có 10 pha lập công ở mùa giải vừa qua, nhưng trước đó anh đã làm tốt hơn rất nhiều khi ghi được ít nhất 17 bàn thắng trong 3 mùa giải trước đó. Dứt điểm không phải thế mạnh của Sterling bởi không ít lần anh bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn và khiến đội nhà phải ôm hận. Tuy nhiên, với màn thể hiện cực kỳ ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia tại Euro vừa rồi, sự tự tin có thể lại về với anh. Ngoài ra, việc Man City bổ sung thêm một chân truyền ấn tượng là Grealish bên cạnh De Bruyne thì cơ hội tỏa sáng của Sterling càng được củng cố. Cùng hạng năm với Sterling chính là người đồng đội của anh, Gabriel Jesus. Chân sút này cũng không có mùa giải 2020-21 thăng qua khi chỉ có 9 bàn thắng sau 29 trận, thua cả Gundogan dù cầu thủ người Đức chỉ chơi ở vị trí tiền vệ. Tuy nhiên, việc Sergio Aguero rời đi sẽ giúp Jesus trở thành tiền đạo chủ lực của Man City. Ngoài ra, với sự trợ giúp của hàng tiền vệ kiến tạo giỏi nhất thế giới, rõ ràng mục tiêu ghi được ít nhất 20 bàn thắng hoàn toàn nằm trong khả năng của tuyển thủ người Brazil. Người đứng thứ 3 trong danh sách là gương mặt mới mà cũ của ngoại hạng Anh, Romelu Lukaku. Mặc dù không ghi được bàn nào trong khoảng thời gian khoác áo Chelsea, nhưng kể từ khi chơi cho West Brom, Everton, MU, Inter, tiền đạo người Mỹ đã ngày càng hoàn thiện hơn. Lukaku giờ không còn phụ thuộc vào những cơ hội trong vòng cấm. Thay vào đó, anh có thể xé lưới đối phương từ nhiều tình huống khác nhau, nhất là trong các pha quay lưng lại với khung thành. Với việc chiêu mộ Lukaku, Chelsea kỳ vọng anh sẽ giúp đội bóng cải thiện khâu ghi bàn, yếu điểm lớn của họ mùa giải trước. Trước những đối thủ chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu, ít trung phong nào có thể so bì với tiền đạo người Mỹ về khoảng tì đè và làm tường. Lukaku cũng rất nguy hiểm khi đội nhà đá theo kiểu phòng ngự phản công. Hy vọng với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn hơn cùng nền tảng chuyên môn được bồi đắp, Lukaku sẽ ghi dấu ấn lớn trong lần trở về Stamford Bridge. Tỷ lệ cho anh giành vua phá lưới là đạt 1-4. Người có cơ hội lớn thứ hai theo các nhà cái là cái tên vô cùng quen thuộc, Mohamed Salah, người luôn nằm trong top dội bơm những năm qua. Mùa trước, bất chấp Liverpool thi đấu sa sút, tiền đạo người Ai Cập vẫn về nhì trong cuộc đua giành chiếc giày vàng với 22 bàn thắng. Như vậy, 3 trong 4 mùa giải gần đây, anh đều có ít nhất 20 pha lập công. So với các đối thủ cạnh tranh khác, lợi thế rõ rệt nhất của anh là được thi đấu bên cạnh hậu vệ chạy cánh Trent Alexander-Arnold, người có khả năng tạt bóng thuộc loại tốt nhất của ngoại hạng. Và nếu Thiago góp mặt thường xuyên trong đội hình chính thì Salah sẽ càng được hưởng lợi từ những đường kiến tạo của tiền vệ này. Tỷ lệ cho anh đoạt chiếc giày vàng là 1-3.5. Và cuối cùng, ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vua phá lưới là quán quân năm ngoái Harry Kane, người đã có tổng cộng 3 lần có vinh dự này. Có thể thấy phong độ của đội trưởng đội tuyển Anh là vô cùng ấn tượng với đều đặn khoảng 20 bàn trong 7 mùa giải gần đây. Không chỉ ghi bàn tốt nhất ngoài hạng Anh, Harry Kane cũng là cầu thủ kiến tạo giỏi nhất với 14 lần dọn cổ thành công. Tính ra, chân sút này đã in dấu giày vào 54% số bàn thắng của Tottenham.
Mặc dù Kane đã nặng nặc đòi rời đi để tìm kiếm danh hiệu, thế nhưng từ đây đến hết kỳ chuyển nhượng, nhiều khả năng anh vẫn sẽ ở lại Spurs bởi Man City đã dốc tiền chiêu mộ Grealish. Dẫu vậy, tiền đạo 28 tuổi này vẫn được đánh giá là người sẽ ghi bàn nhiều nhất Premier League với tỷ lệ đạt 1:2.75. Chắc chắn, nếu gia nhập Man City thì con số này sẽ càng thấp hơn nữa. Như vậy, Tava Scott đã liệt kê 7 cái tên có khả năng nhất đoạt danh hiệu vua phá lưới ngoại hạng Anh mùa này. Theo bạn, những chân sút khác như Aubameyang, Bruno Fernandes hay Jadon Sancho có đủ sức cạnh tranh với những gương mặt kể trên không? Hãy để lại cảm nhận của bạn ở phần bình luận nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe trong mùa dịch. Hẹn gặp lại trong các video sau.